Hiện nay ngoài việc chữa trị bằng các loại thuốc kháng sinh thì bên cạnh đó phương pháp xông hơi giải cảm bằng các loại lá cây quanh nhà cũng là một sự lựa chọn tối ưu. Vì tính hiệu quả và giá thành lại rất thấp và dễ tìm. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng phương pháp trên và việc xông hơi chỉ có thể phát huy được tác dụng tốt nhất khi bạn sử dụng đúng cách. Sức khỏe 60 giây xin kính chào quý vị và các bạn. Với thời tiết khí hậu thay đổi thất thường, các bạn cần nên chú ý chăm sóc và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Bởi đây là điều kiện cơ thể có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao, đặc biệt là bệnh cảm cúm. Vậy thì nếu khi đã bị bệnh thì chúng ta cần nên làm thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này nhé! Xông hơi là một phương pháp dân gian có từ lâu đời, dựa trên hình thức tự điều tiết thân nhiệt bằng cách ra mồ hôi của cơ thể do hệ thần kinh tự động điều khiển. Việc tăng tiết mồ hôi và giãn nở những mạch máu ngoại biên qua xông hơi không những có thể giúp giải cảm, hạ sốt mà còn giúp hạ cao huyết áp và giải độc cho cơ thể. Hơi nước nóng bốc lên giúp làm giãn nở mạch máu dưới da, vừa kích thích lưu thông khí huyết, vừa thúc đẩy việc đào thải hàn khí hoặc thấp khí ra khỏi cơ thể theo đường mồ hôi. Để việc xông hơi phát huy tác dụng tốt nhất, trước tiên cần phải lựa chọn những loại lá phù hợp và phải xông hơi đúng cách. Người ta thường sử dụng các loại lá như lá é tía hay còn gọi là hương nhu, có tác dụng thanh nhiệt, giải biểu, trừ thấp, chỉ chống trường, chữa cảm mạo, ra mồ hôi, nhức đầu. Lá xả rất tốt cho tiêu hóa, khử uế, sát khuẩn, tiêu đờm, chữa đầy hơi, tiêu chảy, nôn mửa. Lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn. Tác dụng của lá chanh giúp hòa đàm, sát khuẩn và tiêu đờm. Thường dùng để chữa ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản. Lá ngũ trảo có vị cay, đắng the, tác dụng giải biểu, hạ nhiệt, an thần. Lá ổi có vị đắng chát, có tính ấm, có những công dụng như cầm máu, tiêu thủng, giải độc, có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng vỏ bưởi phơi khô cũng rất tốt, vì trong vỏ bưởi chứa rất nhiều tinh dầu có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da, làm giảm vết thâm nám. Vỏ bưởi còn giúp lợi tiểu, phòng chống bệnh xuất huyết và giảm mỡ hiệu quả. Tinh dầu và các chất bay hơi trong các thảo dược này được kéo theo hơi nước nóng, tác động trực tiếp qua đường thở đến tận phế nang. Nhờ quá trình trao đổi chất ở phế nang, nó được ngấm vào máu và xuất khuẩn đường hô hấp qua niêm mạc mắt, mũi, tai, da. Thông qua các ống dẫn mắt, mũi, tai và các xoang giúp làm giảm mệt mỏi, ù tai, nghẹt mũi, nhức đầu. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá xông còn tùy thuộc vào điều kiện từng nơi. Chúng ta còn có thể sử dụng các loại lá khác như lá tre, lá ngải cứu, lá bạc hà, lá tía tô, lá kinh giới hoặc gừng củ cũng đều có tác dụng rất tốt. Trong thực tế thì bạn có thể thêm các loại lá khác nhau tùy theo triệu chứng của người bệnh như nhức đầu thêm lá bạch chỉ, ho nhiều thêm lá húng chanh, đau nhức mình mẩy thêm lá xả hoặc lá ngải cứu. Có thể xông hơi theo hai phương pháp. Thứ nhất, phương pháp truyền thống thường được áp dụng ở các vùng nông thôn. Chọn loại lá cần dùng, hái ngoài thiên nhiên hay mua ở các tiệm thuốc y dược cổ truyền dưới dạng lá khô đã được sơ chế. Chọn từ 5 đến 10 lá, sau đó đặt tất cả vào nồi, đổ nước sạch ngập lá và đun sôi. Phòng xông hơi cần đủ kín. Người bệnh nên cởi bỏ quần áo ngoài, ngồi trên một mặt phẳng, tư thế xếp bằng hoặc xếp chân sang một bên, ngẩng cao đầu, nghiêng sang một bên để tránh hơi nước nóng phả mạnh vào mặt. Đặt nồi nước xông trước mặt, chùm chăn kín rồi từ từ mở hé vung nồi cho hơi nước thoát ra ngoài. Sao cho độ nóng vừa ở mức chịu đựng được, hít thở mạnh và sâu để hương tinh dầu vào sâu trong phế nang. Thứ hai là phương pháp xông hơi hiện đại. Đây là phương pháp giúp người bệnh tiết kiệm được phần lớn thời gian. Các loại lá trên cũng đem rửa sạch, rồi cho vào khay trong phòng xông hơi ướt.
Hơi nóng được tạo ra từ máy xông hơi ướt sẽ có tác động lên các loại lá trong phòng, giúp giải cảm hiệu quả. Phương pháp này giúp người bệnh có thể xông hơi luôn mà không cần phải đợi thời gian nấu lá như phương pháp truyền thống, nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người bệnh. Phương pháp xông hơi có tác dụng giúp cho người bệnh nhanh khỏi, nhưng không phải lúc nào cũng có thể xông được. Và nếu cảm đã bị nhiễm sâu vào trong cơ thể thì lúc đó bạn không nên xông mà nên đến bệnh viện để kiểm tra. Dưới đây là một số trường hợp mà bạn không được phép xông hơi. Những người đang bị sốt cao, không khát nước, sợ nóng không sợ lạnh, ra nhiều mồ hôi, hoặc những người bị sốt do siêu vi. Những đối tượng có cơ thể bị suy nhược, người già yếu, mệt mỏi, người vừa mới hết bệnh, phụ nữ vừa mới sinh hoặc đang mang thai. Trường hợp những người bị sốt xuất huyết, bị tiêu chảy, hoặc là sau khi uống rượu hoặc đang trong tình trạng say rượu. Những trường hợp bị mắc các bệnh ngoài da, mắc các bệnh lý về tim mạch, bị huyết áp cao, hoặc những đối tượng có biểu hiện của bệnh tâm thần. Những người bị ho, hắt hơi, sổ mũi, đau người, ít ra mồ hôi hoặc không ra mồ hôi. Tuy xông hơi là phương pháp chữa bệnh hiệu quả và lành tính, nhưng cũng cần phải lưu ý khi sử dụng phương pháp này. Thứ nhất, trong những trường hợp nhất định, người bệnh có thể điều trị bằng nồi xông trong 1 đến 2 ngày đầu bị bệnh, nhưng cũng không nên kéo dài thời gian xông hơi quá 10 phút. Và trong quá trình xông hơi, người bệnh không nên xông quá lâu để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước, mệt mỏi và khiến bệnh càng thêm nặng. Sau khi xông hơi, cần phải lau mồ hôi và thay quần áo mới, tránh những nơi có gió, đặc biệt không được tắm ngay sau khi xông để tránh bệnh càng thêm nặng. Người bệnh không nên xông liên tục mỗi ngày và trong quá trình xông hơi, nếu cảm thấy tức ngực, khó thở, bụng rỗng, choáng váng thì cần phải ngưng xông ngay, lau khô người và nằm nghỉ. Theo kinh nghiệm của người xưa, sau khi xông hơi, người bệnh nên ăn một bát cháo hoặc một chén chè để đem lại tác dụng xông hơi cao hơn. Xông hơi không những giúp điều trị cảm cúm mà còn giúp mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chính vì những công dụng trên mà ngày nay, dù ở nông thôn hay thành thị, người ta vẫn áp dụng phương pháp xông hơi tại nhà vừa đơn giản, rẻ tiền mà đem lại hiệu quả cao. Chính vì những công dụng trên mà ngày nay, dù ở thành thị hay là nông thôn, thì người ta vẫn áp dụng phương pháp xông hơi tại nhà vừa đơn giản, rẻ tiền mà lại mang lại hiệu quả cao. Khi muốn phòng bệnh cảm lạnh, cảm cúm thì bạn nên hạn chế ở lâu trong vùng thời tiết lạnh, nhất là vào giữa đêm khuya. Khi bạn phải làm việc hoặc là đi ngoài trời lạnh thì bạn nên mặc đủ ấm, đeo khẩu trang, đặc biệt là giữ ấm ở vùng cổ, vùng ngực và hai bàn chân. Nếu cảm thấy cơ thể bị lạnh khi về đến nhà, bạn cần pha một ly trà gừng nóng để uống sẽ giúp cơ thể bạn ấm lên. Bạn cần nên uống đủ nước, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao vừa sức thường xuyên sẽ nhằm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, hãy vui lòng bấm nút like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.